Dạ, hy vọng là có mạnh thường quân để hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình mình được tới bệnh viện thêm một lần nữa con. Dạ, muốn về nếu giờ có giờ cũng chở đi, nếu Dạ, còn đi thì đâu rồi có thì tiền là cô chở đi liền ha. dạ có đi rồi. Dạ. Xin tiền đi. Cầm cho tờ tiền lên chú. Đứng lên. Đứng lên rồi. Vì thông tin. Bé 16 tuổi rồi. Con mấy tuổi? Con 16 tuổi nha. Con tên gì? Lan Anh. Để chú ghi cái. Lan Anh 16 tuổi. Biết chưa? Chú hỏi nha. Rồi rồi rồi. Rồi chú chào con nha, con tên gì? Con tên Dương Thị Anh. À, con nay nhiêu tuổi? Con 16. 16, hỏi bé trai. Con tên Trân Long Lâm. À, nhiêu tuổi? Con 13. À, mẹ con bị bệnh gì? Dạ bà con bị Bị u đại tràng ác tính. À, và nghe nói là đi bệnh viện Chợ Rẫy thì bác sĩ cũng trả về rồi đúng không? Bây giờ về Phước Nam nha. Hôm nay đến thăm gia đình thì cũng đây là số tiền 500 ngàn của chú Dân với cô Hồng ở Mỹ á, gửi cho gia đình mình mua cái gì đó rồi cho mẹ ha, rồi lo cho mẹ ha. Hai đứa cũng cố gắng ha. Về chú đăng cái clip này lên thì có quý mạnh quân nào thương thì giúp đỡ cho con như là gia đình ha. Con có nhớ số điện thoại gia đình mình không? Con đọc đi, con đọc đi chú. 0378766671. Số của con hả? Số cha con. Cha con ha. Cha con làm cái gì? Cha con lúc trước làm bốc chốt ở thành phố, xong rồi về. Ngày con nay nhiêu tuổi rồi? Con nhiêu tuổi sao? 36 tuổi rồi. Giờ chỉ nằm vậy thôi chứ chị không có nói chuyện gì được hết cô nhỉ. Hai đứa con rất là nhỏ luôn, đi khám việc chữa trị khắp nơi rồi nhưng mà bác sĩ nói chung không có thuốc, rồi chị về uống thuốc nam, bây giờ cũng nghe nói là lúc đầu uống được nhưng mà sau cũng không uống được nữa, đang đổi thuốc. Hai đứa là nhờ chăm sóc mẹ vậy đó hả? Cô uống thuốc nam không hả? Cô uống thêm thuốc khác nào nữa không? Thường thường là mắt sức vậy là một tuần chích cho mũi vậy. Bây giờ mà có cái mong muốn thì con mong muốn điều gì? Con muốn là muốn mong mấy mạnh thường quân giúp đỡ rồi cho mẹ con mau cả khỏe, rồi mấy chú mấy cô chú trên mạng ngoài kia biết thuốc gì chỉ giúp mẹ con. Cho mẹ uống là mẹ hết bệnh ha. Giờ thuốc tây thì bác sĩ cũng nói chung không có thuốc á, vậy chứ chờ vào những cái bài thuốc nam thôi. Con cố gắng nha, hai đứa cố gắng nha, người lo cho mẹ ha. Cố gắng lên, rồi con có gửi lời nào đến chú Dân với cô Hồng ở bên Mỹ không? Dạ con muốn cảm ơn cô chú lại với gia đình con. Con cũng không biết nói gì nhiều nữa mà con cảm ơn rất nhiều. Rồi cố gắng nha, rồi chị cũng cố gắng nha chị ơi, cố gắng lên nha. Nhập qua video đi, cũng cho em gửi gửi một cái lời cảm ơn chú Dân chị cô Hồng bên Mỹ gửi cho gia đình 500 ngàn ha. Cũng rất là mong khi mà chia sẻ lên thì nhận được cái tình thương từ quỹ nhà hảo tâm á, giúp cho gia đình có ít chi phí để lo cho chị đây, hai đứa con còn nhỏ quá nha. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Chị muốn nói gì cơ anh? Sao chị mệt hả? Chị cố gắng lên nha. Chị mệt trong người ha. Giờ ăn uống cũng không được nữa. Ngồi ra. Dạ, cố gắng lên. Cố gắng lên nha chị. Trời. Ngồi chưa?
sao khi cô đỡ con đỡ lên coi chị ba mệt đỡ mệt mệt đỡ mẹ lên coi. Đỡ mẹ lên đau lòng trời đất ơi bệnh gì cô chị bệnh gì con quên u đại tràng u đại tràng trời đất cô là gì với chị hả cô là gì với chị vợ chồng à. gái qua bên đây đỡ mẹ đi rồi thường có kè chị lên giống như vậy không cô à? Thường có kè chị lên cho chị thoải mái không đây, kè xuống. Năm nay chị nhiêu tuổi vậy ta 36. 36 à rất là trẻ mà chị mang trong cái căn bệnh thương lắm đó nha gia đình thì cũng có khó khăn điều trị khắp nơi rồi đó mà không được rất là mong quý nhà hảo tâm đưa một giúp cho gia đình nữa nha. Dạ sao không đưa chị đi bệnh viện hả cô hả theo dõi sức khỏe đưa rồi bác sĩ đưa bệnh về rồi đi giờ đòi đi nữa cho về hả cô đi ông chị chị này đưa bác sĩ trả về hả đòi đi nữa giờ chị cũng sợ á mang con mình chị sợ á trong nhà giờ hết trơn rồi đi đâu nữa chị muốn đi bệnh viện hả trời ơi thì nãy có số điện thoại của bé rồi đó nếu mà quý mạnh thương tôi có thể liên hệ trực tiếp qua gia đình đó, để giúp gia đình đó. Có điều kiện để lo cho chị sao gia đình mình không có khả năng đưa đi bệnh viện hay là như thế nào cô nói cho con biết được bây giờ thầy đi lúc đó thì cũng hết tiền bạc bây giờ không phải có tiền nghe nói đi chợ gãy nữa. Nghe nói đi chợ gãy rồi đúng không cô phải có tiền đòi đi thì đem đi nữa rồi gắn mà chị đem điều trị bệnh viện chợ gãy rồi đưa về bây giờ chị muốn đi bệnh viện thì chị đi nữa, đau đớn trong người á chị cứ đòi đi bệnh viện thôi bụng chị lớn quá viêm đại tràng ha viêm đại tràng là cái đại tràng là ở cái phần dưới vậy là chứ dạ vậy là về khi mà bệnh viện chợ gãy đưa về thì chị cũng uống của Hà Núi hả cô uống thời gian dài không cô quá hết ra bên Bình Tre gửi lại 5 kg bên núi lại 10 kg dạ Bình Tre 5 kg và 10 kg nữa mà uống cũng không thấy bớt uống thấy khỏe rồi sau này là mệt lại uống vô không được nữa chị có chịu hả chị muốn đi bệnh viện hả rất là mong mà quý khán giả quý mình đừng quân hỗ trợ giúp gia đình để mà đưa chị đi bệnh viện đỡ cái phần đau đớn một phần nào đó trong cái cơ thể của chị nè cái bụng to lắm luôn rồi. Chồng của chị đâu con không thấy con đi lấy đồ gì á rồi đó mà công ty tưởng đâu bệnh chút đỉnh này đi nằm bệnh viện hết thì vô mần nữa bây giờ thấy tình hình này đi không được nữa kêu đi lấy đồ về hết là ở trên Bình Dương lấy đồ về hả lấy đồ về trong Sài Gòn lấy đồ về đây về quê này à về chăm sóc vợ ha đi Bình Dương trời đất một phần nhìn thấy tội quá các nhà thì số điện thoại của bé em sẽ ghi trên màn hình nha các nhà đọc lại lần nữa đi đọc lại bé có đầu lên lại có thể cô chú nào thương á gọi trực tiếp hay liên hệ qua gia đình đọc lớn lên 0387 886 rồi chị cố gắng ha hy vọng là Mạnh Quân giúp mình cho mình có điều kiện đi bệnh viện nha dạ cả nhà xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều xin chào ạ
Tôi em đến đây cũng tôi còn đến đây cũng chia sẻ kết nối với những quý mạnh thường quân để hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình mình. Dạ, hy vọng là có mạnh thường quân để hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình mình được tới bệnh viện thêm một lần nữa. Dạ, con. Dạ, muốn về nếu giờ có giờ cũng chở đi. Nếu dạ. Đi đâu thì có tiền là cô chở đi liền ha. Dạ, có đi. Dạ. Chị khỏe chưa đỡ cho nằm xuống. Dạ. Dạ. Sốc thấy những hoàn cảnh mà bệnh đau không có thể nào mà kìm lòng nổi luôn. Dạ dạ, em cũng hy vọng là có mạnh thường quân để giúp chị cho chị được tới bệnh viện. À, em chào chị nha. Dạ.